Thầy chào mừng các em đã đến với chương trình mỹ thuật của khối 9. Chúng ta sẽ bước vào tiết thứ bảy, vẽ tranh. Đề tài phong cảnh quê hương. Các em hãy quan sát một số tranh thầy đưa ra cho các em sau đây. Và các em sẽ cho biết bức tranh nào thuộc thể loại tranh phong cảnh. Ở đây thầy có 6 bức tranh nè các em. Và đây là câu trả lời là ở bức số 2 và bức số 4 nha các em. Ở cái thể loại vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương thì chúng ta sẽ bước trước tiên là chúng ta tìm chọn nội dung đề tài và em hiểu thế nào là tranh phong cảnh quê hương. Tranh phong cảnh quê hương chính là tranh vẽ về đề cảnh đẹp của quê hương đất nước. Và đặc biệt là thầy rất có ấn tượng với những bức tranh phong cảnh vùng nông thôn. Các em thấy là trong tranh phong cảnh vùng nông thôn thì chúng ta sẽ có rất nhiều chất liệu để chúng ta có thể khai thác để chúng ta đưa vào tranh. Đồng lúa, lũy tre, con sông, nhà cửa, cây cỏ, rơm rạ, vật nuôi, trâu bò. Trong tranh phong cảnh chúng ta cũng sẽ lại bắt gặp những cảnh ruộng bậc thang, nhà sàn ở vùng cao nguyên, những cảnh đồng trồng hoa màu bạc ngàn, trập trùng. Đó là miền núi. Ở trong tranh phong cảnh miền núi thì chúng ta sẽ khai thác cảnh núi rừng, suối, cây cối, nhà sàn, nương rẫy và các loại động vật. Ở trong tranh phong cảnh người ta còn khai thác chủ đề, các em thấy là miền biển ha các em. Ở trong tranh phong cảnh miền biển chúng ta có những chất liệu để chúng ta đưa vào tranh là có bãi cát, có sóng nước, có tàu thuyền, cảnh chài lưới, tôm cá, mua bán tấp nập. Còn em nào có nhà ý vẽ về thành thị, nơi mà chúng ta sinh hoạt, sinh sống hàng ngày, chúng ta đi học, chúng ta tới trường và chúng ta trở về nhà vào những buổi chiều, chúng ta thấy có cảnh phố xá nhộn nhịp, có chợ Bình Thành. Vậy thì trong tranh vẽ về thành thị, các em có thể vẽ nhà cao tầng, các con đường, phương tiện giao thông, biển hiệu, cây cối, chợ búa.
Thầy giới thiệu một số những hình ảnh đẹp trên quê hương đất nước ta ha. Chúng ta thấy có Sapa, chúng ta thấy có Vịnh Hạ Long, chúng ta có cảnh trải hội trên sông đi chùa Hương, chúng ta ghé thủ đô ngàn năm của văn hiến, chúng ta vào thăm chùa Một Cột, hoặc là Hồ Gươm, Văn Miếu. Đây là những cảnh đẹp khắc sâu vào lòng dân tộc. Chúng ta có thể khai thác để vẽ tranh. Còn nữa là các em, chúng ta có rất là nhiều cảnh để chúng ta có thể vẽ. Chúng ta có cố đô Huế, chúng ta có động Phong Nha ở Quảng Bình, chúng ta có tháp Chăm ở Ninh Thuận, ở Nha Trang, chúng ta có núi Ngũ Hành Sơn, chúng ta có cảnh chùa Cầu ở Hội An, và chúng ta có dòng sông Hương thơ mộng. Xuôi về phía nam thì chúng ta có cảnh của bến Nhà Rồng, chúng ta có công viên văn hóa Đầm Sen, hay là biển Vũng Tàu, chúng ta có núi Bà ở Tây Ninh, hay là chúng ta có hồ Than Thở ở Đà Lạt. Vậy thì chúng ta tóm lại, trong tranh phong cảnh thường có những hình ảnh nào? Các em xem, ta có hình ảnh chính trong tranh có bầu trời, có mặt đất, cây cối, nhà cửa, sông nước, đồi núi, chim thú, muôn màu muôn vẻ. Trong tranh phong cảnh thì chúng ta hãy tóm tắt lại. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm và chọn nội dung đề tài, những nội dung mà thầy đã nêu ở phía trên ha. Về phần cách vẽ thì chúng ta sẽ làm các bước sau. Là bước 1, chúng ta tìm nội dung đề tài. Bước 2, chúng ta bắt tay vào tìm bố cục. Chúng ta phát những mảng hình chính, mảng hình phụ. Và bước 3, chúng ta vẽ phát hình, chỉnh nét chi tiết. Và bước 4 là chúng ta tiến hành, chúng ta vẽ màu. Thầy có những cái phần minh họa để các em rõ những cái bước của chúng ta ha. Bước đầu tiên là chúng ta tìm bố cục. Bước thứ hai chúng ta vẽ phác. Bước thứ ba là chúng ta chỉnh chỉnh hình, hoàn chỉnh nét chi tiết. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ vẽ màu. Thầy cho các em tham khảo tranh của các họa sĩ vẽ về đề tài phong cảnh nhé. Và đây là chúng ta xem một số tranh của các em học sinh và bước cuối cùng để chúng ta hoàn thiện cái bài vẽ tranh về đề tài phong cảnh quê hương lần này, đó là chúng ta vào cái bước thực hành. Ở bước thực hành thì các em sẽ vẽ một bức tranh đề tài về cái đề tài phong cảnh quê hương. Các em có thể tùy chọn ha, những cái phong cảnh mà thầy đã giới thiệu ở phía trên. Ở phần về nhà thì các em về nhà các em sẽ hoàn thành bài vẽ cho thầy. Sau đó chúng ta sưu tầm một số tranh ảnh về đề tài lễ hội, dụng cụ để chúng ta tiến hành vẽ về đề tài này
Chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ viết chì, màu, bài vẽ hình, màu. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái, chào các em.